little too so-so. I am proud of you for this. Tự hào đó là kiểu gương mặt của mình nó rất là phóng khoáng. Nó rất là thoải mái. I like, I love it. Nhưng mà gọi là sao ta, em không biết chị sao, nhưng mà ở em khi em Việt Nam, em mà đi ra khỏi cái khu thảo điền á là mọi người sẽ nhìn rất là nhiều. Mọi người sẽ kiểu nhỏ này ăn mặc giống gì á, hiểu không? Mà chị đã ăn mặc kiểu sexy và phóng khoáng từ ngày xưa rồi. Mà xưa nó còn strict hơn nữa. Thì how was that? Thì mới đầu chị có thấy cũng hơi khó chịu, nhưng mà ý là vấn đề á là cái chuyện mà người ta nhìn chị á là nhìn chị từ hồi nhỏ luôn rồi. Là từ cái lúc mà chị bắt đầu biết nhận thức trên cuộc đời này là chị ra ngoài đường là chị đã bị nhìn rồi. Nên là chị sống ở trong cái ánh nhìn đó. Tại sao vậy? And tại... I feed off by that. Tại sao vậy? Like hả? Hả? Tại bị like. Đúng hả? Rồi, tại vì like, lúc nào chị cũng bị nhìn hết á, nên là wait, chị cũng quen rồi, I'm used to the attention. Oh my god, chị like Việt Đức, Đức Việt, Việt Đức. Now I answer your question, chị My like gì? Like Việt Đức. Ý là thư biết rồi đó mọi người, ý là tao biết luôn á, mà tao giả bộ tao hỏi lại để cho mấy má biết á. Mấy má này phải ghim một cái story là like cái gì, like hay không like. Không like, unlike, dislike. Anyway. Thì ok, thì bác lại với câu chuyện là chị ra ngoài đường và chị bị nhìn từ nhỏ. Quen luôn. Nhưng mà tại vì vấn đề á là tại vì mẹ chị cũng là một người mà ăn mặc sexy từ xưa tới giờ luôn rồi. Nên là chị sống ở trong một cái môi trường của một cái bad bitch. Là mẹ chị đúng kiểu ra ngoài đường mà kiểu không sợ ai nhìn mình gì hết trơn. Ai nhìn mình thì kiểu mà ai mà nhìn mà kiểu pervert thì mẹ sẽ chửi. Mẹ chị chửi thấy ghê lắm, em beep cái đoạn này nha. Mẹ chị sẽ nói là ê nói vậy á, bộ chưa bao giờ thấy gái đẹp hả? Ê mắc cười đó. Chưa bao giờ thấy gái vú bự hết hả? Ê, y chang em nha. Tại vì Aries, mẹ chị My là Aries. Không, mẹ chị like, mẹ chị là Aries like với lại Taurus, bữa mới biết lại. Ok yeah. So cái energy đó em đã từng ra ngoài đường nha. Kiểu em mặc quần short mà ra đường á. Cái ông nội này ông chạy lên ông kêu là ơi mặc quần ngắn thế không sợ cháy đùi hả em? Cái xong em mới nói là kệ mẹ tao. Em cũng chửi hẳn như người á. Và cái nhiều khi em kể lại với bạn em kiểu không sợ bị đánh. Kiểu em sợ bị đánh chứ má, nhưng mà kiểu nhưng mà tại cái miệng lúc đó tức quá rồi, biết làm gì vậy? Ủa người ta không có chọc chị, không có khát kho chị. Có chứ. Nhưng mà chị kể, chứ giờ sao kể. Sao giờ? Có mấy lần chị cũng chửi lại. Chị nói là bộ làm như vậy dễ thương lắm hay gì? Anh chị hay lắm hay sao ta? Xong rồi cái máy cha nó kiểu kiểu vậy đó, xong rồi cái chị giống như xong rồi chị nói lại là bộ tưởng làm vậy con gái thích hả? Bộ tưởng làm tưởng vậy lại lại tưởng làm vậy con gái lại kiểu ồ anh thấy thương quá, em thích anh quá, anh kêu em tiếp đi hả? Doesn't happen that way. Oh my god, nhưng mà kiểu em cứ tưởng á là chị sẽ là cái người mà kiểu không có mấy lần chị cũng vậy, nhưng mà ý là rồi chị cũng sau này chị cũng sẽ làm biến á. Làm biến. Chị cũng không kệ đó. Nhưng mà những cái lần như vậy á, chị có nghĩ là người ta secretly đánh giá không? Mà chị nghĩ là người ta cũng hơi sợ chị tại chị xăm dữ quá. Thì đó, that's why sợ. Đó, ý là người ta sợ, người ta không có dám nói, nên là chị cũng không quan tâm, tại vì chị thấy mấy người đó không quan trọng, chị chỉ có quan trọng những cái người xung quanh chị nghĩ gì chị. Với lại giống như là em nghĩ gì chị thì chị sẽ kiểu chị sẽ quan tâm, thì chị quan tâm về em. Nên là mấy cái người ngoài đó chị đâu biết là ai, đâu quan tâm đâu. Miễn là mình vui là được. Chị tự tin với cơ thể và bản thân của mình. Chị nghĩ chị còn thấy là nếu mà người ta đánh giá chị thì còn kiểu empower hơn nữa. Chị sẽ cảm thấy giống như là I'm a rebel. I'm a rebel. Ờ nói chứ dạo này kiểu Việt Nam em thấy dạo này mấy bạn nữ cũng chịu hỏi bộ kiểu thích mặc gì mà. Thích mặc gì mặc hơn. Thiệt không quan trọng vấn đề đó luôn á. Có mấy cái meme trên TikTok là kiểu mấy con trai mà kiểu em mặc gì vậy, em mặc gì ra đường không cho đi thay đồ rồi vậy á, thì có nha mấy cái trend trên TikTok á, em là cái người mà kiểu em mock những cái như vậy. Là tại vì em giống như là em quen với cái việc là mình mặc gì thì đó là việc của mình, miễn là nó phù hợp hoàn cảnh và nó phù hợp, you know. Little too social.